Các chị ơi, hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các chị về những cái dòng chống nắng hiện nay của hãng mỹ phẩm dược mỹ phẩm December. Cái dòng chống nắng này thì được cung cấp cho các spa và các thẩm mỹ viện hiện nay trong cái quá trình điều trị, bởi vì trong tất cả những cái dòng sản phẩm thì hiện nay nó có chống nắng hóa học, chống nắng vật lý, và riêng dòng sản phẩm của December em giới thiệu cho các chị hôm nay là dòng chống nắng dạng sinh học. Thì với những cái dòng sản phẩm chống nắng dạng sinh học như thế này thì nó sẽ làm cho da của các chị nó không bị khô, không bị lão hóa và không bị sạm đi trong cái quá trình mà sử dụng kem chống nắng nhé các chị nhé. Kem chống nắng của December thì sẽ chia ra làm hai dòng. Nếu như mà da của chị nào mà yếu, mỏng, đỏ, lộ gân máu, hoặc da của chị nào mà thường xuyên bị kích ứng với sản phẩm và vừa mới trải qua cái quá trình điều trị laser, bong chóc, lột tẩy, hoặc là trong cái quá trình mà cần phải tái tạo da, các chị hãy chọn cho em Huế dòng sản phẩm của EGF, chống nắng EGF. Cái thành phần chính của nó là tế bào gốc EGF, sẽ giúp tăng sinh và làm nuôi dưỡng cho cái làn da của các chị một cách khỏe nhất, và làm với cái chỉ số chống nắng là SPF 40 cộng PA 3 cộng thì nó sẽ ngăn ngừa toàn bộ những cái tia UVA, UVB, UVC tác động vào làn da của các chị. Ngoài ra thì nó sẽ có những thành phần tế bào gốc ở trong này để dưỡng cho cái vùng da của chúng ta nó sẽ khỏe mạnh lên và không bị tác động bởi những cái ánh sáng ở bên ngoài môi trường tác động vào nha các chị nhé. Đó, cái kem này thì nó sẽ nâng cho các chị từ khoảng 1 đến 2 tông. Và kem dạng sữa, da của các chị sau khi sử dụng cái kem này thì các chị sẽ thấy là có độ bóng, độ mịn, và lúc nào nó cũng có cái độ giống như là chúng ta được ngậm nước, không bị tình trạng khô da giống như là những cái kem chống nắng khác. Còn nếu như mà chị nào mà muốn sử dụng cái kem chống nắng để thay thế kem che khuyết điểm thì hãy chọn cho em Huế dòng kem chống nắng của CC. CC này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể có một cái lớp trang điểm rất là mỏng, rất là mịn ở trên bề mặt da. Ngoài ra thì nó có tích hợp chỉ số chống nắng SPF 50 cộng với PA 3 cộng. Thì với cái chỉ số này là các chị hoàn toàn yên tâm, các chị không phải sử dụng thêm những cái sản phẩm chống nắng ở lót ở dưới cái làn da của chúng ta nữa, mà chúng ta chỉ cần sử dụng cho em Huế một lớp nước hoa hồng, sau đó chúng ta có thể sử dụng một lớp serum, và tiếp theo là chúng ta sẽ phủ một lớp CC này lên. Đây là cái làn da mà em Huế đang sử dụng lớp CC, nó rất là mỏng, rất là mịn và rất là đẹp. Thì nếu như mà các chị mà muốn là mùa hè này chúng ta cần sử dụng một cái lớp trang điểm mỏng mịn để không phải sử dụng nhiều đến phấn, và muốn là trang điểm một cách tự nhiên nhất, thì các chị hãy chọn cho em Huế cái kem chống nắng CC của December. Em đảm bảo với các chị là các chị sẽ hài lòng với cái dòng sản phẩm này, bởi vì là khi mà sử dụng cái kem này, toàn bộ những cái khuyết điểm ở trên vùng da của các chị nó sẽ được che đi hết nhưng với một cái lớp rất là mỏng, rất là mịn, và giúp cho toàn bộ những cái nám sạm, tàn nhang hay là những cái da của các chị nó sẽ sáng trắng hẳn lên giống như chúng ta được dùng phấn nước, nhưng mà nó lại không gây bết rít, không làm ví dụ như là không làm đổ dầu ở trên da, và đặc biệt là nó giữ màu được cả ngày, không trôi trong nước và giữ màu được cả ngày nhé các chị nhé. Đó, chúng ta đi làm chúng ta chỉ cần buổi sáng mất tầm khoảng 1 đến 2 phút thôi là chúng ta sẽ sử dụng xong cái dòng chống nắng này rồi. Riêng chống nắng sinh học thì các chị có thể sử dụng và đi ra ngoài luôn, chúng ta không phải chờ tầm khoảng 20 phút trước sử dụng trước khi ra ngoài giống như là dòng chống nắng hóa học. Hãy inbox cho bên em Huế để có thể bên em, chuyên viên của bên em sẽ tư vấn cho các chị rõ về từng cái kem chống nắng này và phù hợp với từng loại da của các chị, giúp cho các chị sẽ có được một sự tự tin trong ánh nắng của mùa hè, nhưng mà giúp cái làn da của chúng ta vẫn hoàn toàn chống chọi được với những cái ánh nắng đó, và sau đó thì các chị sẽ có được một cái sự hoàn hảo ở trên cái làn da của các chị nhé. Em Huế tạm biệt các chị và hẹn gặp lại các chị ở những cái livestream tiếp theo.